mới có 5 rưỡi bứng lên ghép á, thì cũng khá là nguy hiểm cho bà con ha. Nó sẽ không có đủ già để mà nuôi dưỡng cái cây của mình, nên bà con phải nhìn cái da xem nó già, nó đủ già hay chưa. Cái này cũng thì Quanh nghĩ là chắc cũng khó cho quý bà con, tại vì làm giống lâu á thì Quanh nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược. Xin chào quý bà con, mình là Quanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với kênh siêu thị cây giống, Quanh cùng với hai các cộng sự của mình thường hay chia sẻ với quý bà con những cái video là đi vườn nè, rồi phân biệt cây giống nè, rồi giới thiệu với bà con những loại cây giống mới. Và điều cuối cùng mà bên Quanh mong mỏi là có thể giúp bà con có thể gia tăng được gấp đôi, gấp ba thu nhập của mình trong một thời gian ngắn, để cuộc sống bà con sung túc và hạnh phúc hơn. Đó cũng là niềm rất là vinh dự cũng như niềm hạnh phúc của team của siêu thị cây giống. Thì bà con đã biết là cây sầu riêng là một trong những cái cây kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và hiện tại bây giờ có một cái phong trào, gọi là phong trào nổi lên, là hiện tại bà con đang trồng sầu riêng rất là nhiều, mà nằm trong cái top 3 những cái loại sầu riêng mà hiện tại đang được trồng nhiều nhất, đó là sầu riêng Musakin, sầu riêng Thái Lan, Mon Thân Thái và sầu riêng Riêng Sáo. Và thật sự là Quanh rất là tự hào, có một cái niềm tự hào rất là lớn về cái loại sầu riêng Riêng Sáo của Việt Nam chúng ta, đã được xuất khẩu ra nước ngoài cũng như là đã được phổ biến một cách rộng rãi tại Việt Nam, được trồng nhiều ở vùng miền Tây Nam Bộ, vùng Tây Ninh, vùng Lâm Đồng, Đà Lạt ha bà con ha. Và đầu sầu riêng Riêng Sáo với cơm vàng học lép đã chinh phục rất là nhiều cái tín đồ đam mê sầu riêng. Và bây giờ sầu riêng Riêng Sáo cũng là một trong những cái cây mà hiện tại siêu thị cây giống cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Tuy nhiên là bà con lại điện thoại hỏi về siêu thị cây giống, ơi làm sao để có thể phân biệt và mua được cây giống sầu riêng Riêng Sáo, gọi là thứ nhất là đúng giống, thứ hai là chất lượng. Thì hai cái yếu tố này là hai yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta là người lần đầu tiên trồng vườn, để chúng ta nuôi rất là nhiều cái hy vọng. Sầu riêng thì có thể là 4 năm, 5 năm mới có trái, nhưng mà riêng sầu riêng Riêng Sáo, Quanh đã từng chứng kiến một người Anh ở Phong Điền, anh ấy kỹ thuật rất là giỏi, trồng 5 hecta sầu riêng Riêng Sáo và thu hoạch trái bối vào năm thứ ba hết bà con ha, rất là tuyệt vời. Vậy chúng ta có thể thấy được sầu riêng Riêng Sáo là một trong những cái loại cây có sức sống rất là mạnh. Như vậy làm sao để chúng ta có thể chọn được cây sầu riêng Riêng Sáo gọi là đúng giống và chất lượng? Thì bây giờ thì Quanh sẽ chia sẻ đến quý bà con hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là làm sao để tìm được cây Riêng Sáo đúng giống, cây thứ hai là chất lượng. Như vậy thì chất lượng thì nó có những yếu tố gì và những yếu tố gì là không chất lượng để chúng ta loại bỏ nó đi. Thì đầu tiên Quanh sẽ chia sẻ đến quý bà con cái phần 1, đó là cách làm sao để chúng ta tìm được cây sầu riêng Riêng Sáo đúng giống. Bà con có thể thấy là trên tay Quanh đang cố tình để hai cái bàn tay của mình ở phía dưới hai cái lá của sầu riêng Riêng Sáo. Bà con có thể thấy là lá của sầu riêng Riêng Sáo thì nó khá là ngắn và nó khá là tròn. Cái bản của nó khá là dày, khá là rộng ha. Bản của nó khá là rộng so với cái chiều dài của cái lá, nên nhìn bạn ấy ú mập mập, rất là dễ thương, rất là dễ cưng ha bà con ha. Nhìn rất là dễ cưng luôn nha bà con nha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa bà con có thể thấy là cái phần gọi là cái độ dày của cái lá nó rất là dày. Quanh nhờ rờ mà Quanh thấy là nhám nhám cái tay luôn nè nha. Đó, quanh rờ mà Quanh thấy rất là nhám cái tay đó. Và cái thứ ba là bà con có thể thấy là cái phần mép lá thì nó vênh lên, nó vểnh lên như thế này. Cái phần mép lá là nó vểnh lên như thế này, nó tạo thành một cái hình chữ V nha bà con nha. Nó tạo thành một cái hình chữ V làm cho cái lá của chúng ta khi để xuống bà con thấy nó V rõ ràng V nè. Nè thấy không đó. Và cái mặt sau thì cái sắc tố màu đồng thì nó không có nhiều, nó cũng ít thôi chứ nó không có nhiều, tại vì sầu riêng hầu hết cái lá nào nó cũng có sắc tố đồng. Nhưng bà con thấy là sầu riêng Riêng Sáo nó có một cái đặc tính là cái lá nó rất là ngắn và nó mập. Này là Việt Nam ham to, chúng ta thấy cái nhìn cây Riêng Sáo chắc biết liền. Quanh thấy rất là ấn tượng, tại vì sầu riêng Riêng Sáo nó mập và nó cái lá nó mập và nó ngắn nha bà con nha. Ok, dạ đấy là cách để chúng ta có thể tìm được một cây sầu riêng Riêng Sáo đúng giống. Rồi bây giờ quay lại cái chủ đề thứ hai là làm sao để chúng ta tìm được một cây, chọn mua được một cây sầu riêng Riêng Sáo chất lượng. Thì bà con chúng ta né qua cho xe lôi qua nè. Chạy cái kiểu gì mà. Rồi bà con ha, chúng ta cùng đến với cái phần thứ hai là làm sao để tìm được một cây sầu riêng Riêng Sáo chất lượng. Thì đầu tiên Quanh sẽ nói về phần lá luôn nha. Thứ nhất đó là bà con coi cái phần bo. Đây là cái mắt ghép nè, đây là cái phần mắt ghép, là từ mắt ghép lên tới trên đây gọi là bo. Chúng ta cùng thống nhất chung một cái gọi là
cụm từ để chúng ta dễ trao đổi với nhau nha. Từ cái phần này tới đây gọi là bo, thì bà con phải chọn cái bo nó mập, được chưa? Cái bo này là cỡ bằng chiếc đũa luôn nha bà con nha. Cái bo này rất là mập nha bà con nha. Chúng ta phải chọn cái bo mập, được chưa? Và thứ hai, chúng ta phải chọn á cái tược á, nó đang mở nè bà con thấy không? Cái tược đang mở tức là cái sức sống của nó rất là mạnh, nên là nó rất là e ấp. Nó đang vươn lên ha, nó đang vươn lên. Tược đang mở thế này là đang vươn lên nha bà con nha. Và cái thứ ba nữa là bà con phải xem cái lá, xem là có bị bệnh gì không, và đặc biệt là xem nó có bị nhiễm mặn hay không. Nếu mà nó bị nhiễm mặn thì bà con đặc biệt là phải loại bỏ ra ngay. Mà dấu hiệu để biết nhiễm mặn hay không là nếu mà nó nặng thì cái rìa lá này nó sẽ bị cháy hết, nó bị cháy hết hoàn toàn. Còn cái này thì cây này ở trong vườn nhà quanh thì chắc chắn là không bị nhiễm mặn rồi. Tại vì bà con nó biết là xe lô chở nước, xe tải chở nước mỗi ngày. Tại hiện tại bây giờ mặn nó đang chuẩn bị lên nha bà con nha. Mặn nó lên hay không nó không phụ thuộc vào trời mưa nhiều hay mà trời mưa ít, nó phụ thuộc vào băng tan nhiều hay tan ít và cái nước đầu nguồn của chúng ta có được đổ về hay không. Nên nó là hiện tại bây giờ là tình hình mặn nó rất là diễn biến rất là phức tạp. Khi bà con mua cây giống là cái quy trình tưới nước rất là quan trọng. Bà con phải chọn những nơi uy tín để chúng ta mua đúng cái lô sầu riêng mà tưới nước ngọt. Còn nếu mà mua đúng cái lô tưới nước mặn thì coi như là tiền mất mà tình tan luôn nha. Nhiều khi trong cái lộn chia ly luôn nha bà con nhé. Nên là chúng ta phải lưu ý cái này qua nó vui thôi nha. Rồi nói đó nói về phần bo, rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta nói về phần gốc. Thì đầu tiên đó bà con xem cái gốc đó, thì bà con nhớ là cái gốc thì nó có hai loại gốc, gốc 2 năm và gốc 1 năm. Gốc 1 năm còn gọi là gốc nhớt. Thì đây là trên màn hình là toàn bộ ở miền Tây Nam Bộ chúng ta đều sản xuất gốc 2 năm hết. Gốc 2 năm tức là cây được gieo trồng ở dưới nền 2 năm bắt đầu mới đóng bo vô như thế này, thì sẽ giúp cho bà con tiết kiệm được là 1 năm trồng so với gốc nhớt. Đó là ưu điểm. Tuy nhiên về giá bán nó sẽ cao hơn cây gốc nhớt nha bà con nhé. Bà con lưu ý dùng quanh cái việc đó. Nhưng mà theo quanh, theo cái đề xuất của quanh thì chúng ta nên trồng cây gốc 2 năm. Đây cũng là sự lựa chọn của các công ty kỹ thuật mà bên quanh đang có cơ hội được làm việc cùng nhá. Và khi chúng ta lựa chọn gốc thì chúng ta phải chọn gốc suông. Gốc suông thẳng như thế này và gốc nó già. Tại vì có nhiều những cái trường hợp như thế này nè, quanh muốn chia sẻ với bà con đó là ví dụ như sầu riêng giá lên, đúng không ạ? Thì bây giờ cũng là một cái nền đó nhưng mà mới có năm rưỡi thôi mà, nhưng mà sầu riêng giá đang cao ha bà con ha. Thì nếu mà bà con không biết, bà cô mua nhầm cái đúng mà cái gốc mà mới có năm rưỡi bứng lên ghép á thì cũng khá là nguy hiểm cho bà con ha. Nó sẽ không có đủ già để mà nuôi dưỡng cái cây của mình, nên bà con phải nhìn cái da xem nó già, nó đủ già hay chưa. Cái này cụ thì quanh nghĩ là chắc cũng khó cho quý bà con, tại vì làm giống lâu á thì quanh nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, xem chân xem cẳng xem lông lá các kiểu thì quanh có thể biết được. Còn như bà con thì mới mua lần đầu hoặc mua lần hai lần ba thì chúng ta cũng rất là không có dễ để mà nhận biết, đúng không nè bà con ha. Thứ gốc suông và gốc già không bị nhiễm bệnh. Vậy nhiễm bệnh là bị nhiễm bệnh như thế nào? Một là bị nấm, ở đây thì trong vườn nhà quanh không có cây nào bị nấm hết. Hai là cây nó bị nứt thân. Cây như thế này là bị nứt thân mạnh luôn nè. Cái này nó mới vui gọi là chè hẻ luôn nha bà con nha. Bà con thấy không, khi nó bị nứt thân như vậy á thì á là dinh dưỡng nó không có thể vận chuyển đi được theo cái mạch của cái da, của tế bào da ở đây. Nó sẽ làm như thế nào? Nó sẽ làm cho cây chúng ta nó bị yếu nha. Nó sẽ làm cho cây chúng ta về lâu về dài nó sẽ bị yếu, mặc dù nó có cái hiện tượng là lành da. Cái cây này là quanh cũng đi tìm dữ lắm luôn, mới đem về đây để mà chia sẻ làm cái video này cho quý bà con. Tại vì tại vườn của siêu thị cây giống thì những cây này sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu, chứ không bao giờ là có xuất hiện trong vườn của siêu thị cây giống cả. Nên là phải đi cái nơi khác để mà tìm về làm video cho bà con xem nè. Và phải tìm cái cây gọi là nó bị chè hẻ để mà cho bà con dễ hình dung. Còn nếu mà nó bị ít hơn thì chúng ta cũng loại bỏ nha. Rồi bị nứt thân, bị xì mũ là chúng ta loại bỏ luôn, bị nấm là chúng ta loại bỏ luôn, được chưa? Và cái nữa là cây nó bị cong, cây nó bị cong vênh như thế này là chúng ta cũng loại bỏ luôn nha. Cây nó bị cong như thế này là chúng ta cũng loại bỏ luôn nhé. Cây bị cong thì nó nói chung nó không có đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta rất là khó để canh để làm tàn, nên là bà con loại bỏ những cây cong như thế này dùng quanh luôn nha, được chưa? Đó, quanh xin phép nhắc lại, khi chúng ta lựa chọn gốc thì chúng ta lựa chọn gốc thẳng, suông, mềm mượt, không có bị nhiễm bệnh. Cái thứ hai là không bị nhiễm bệnh là không bị nứt thân, không bị xì mũ, không bị nấm và thân nó không bị cong vênh nhé bà con nhé. Đây là những yếu tố rất là cơ bản và rất là dễ. Tại quanh nó nhiều như vậy thôi nhưng mà rất là dễ để chúng ta lựa chọn cho mình cây sầu riêng ri 6 hợp lý, chất lượng và đúng giống nha bà con nha.
cây phải chất lượng và cây nó phải đúng giống. Đây là những yếu tố rất là quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn cho mình một cây sầu riêng ri sáo trồng cho cái vườn của nhà của mình đó nha bà con nhé. Thì Oanh rất là mong là hai cái chia sẻ của Oanh về cách lựa chọn cây sầu riêng ri sáo đúng giống và lựa chọn cây sầu riêng ri sáo chất lượng là nó hữu ích đến quý bà con. Tại đây là những cái kiến thức rất là cơ bản và hữu hạn của Oanh cùng với các anh chị muốn chia sẻ với quý bà con. Mong là bà con đón nhận và cảm ơn quý bà con đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái video của Oanh cùng với siêu thị cây giống. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn lại quý bà con trong những video hồi tiếp theo. Nhớ like và chia sẻ video này đến những anh chị của mình đang trồng sầu riêng và đăng ký kênh để khi mà Oanh thực hiện những cái video so sánh về sầu riêng hoặc kỹ thuật chăm sóc sầu riêng thì bà con sẽ được nhận đầu tiên bà con nhé. Còn bây giờ Oanh cùng với các anh chị cảm ơn quý bà con một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con trong những video hồi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Oanh sẽ thay mặt siêu thị cây giống giới thiệu đến quý bà con một cái bộ đôi sản phẩm là vừa kích ở dưới vừa kích ở trên. Đây là một cái bí quyết rất là gọi là gia truyền mà ngày hôm nay Oanh mới bật mí đến quý bà con để mong sao là cái vườn của quý bà con chúng ta có thể vừa tiết kiệm được ngân sách nhưng lại giúp cho khu vườn mình phát triển thật là nhanh. Tại như bà con đã biết thì khi mà cây nó ra tàn nhiều, rễ nó mạnh thì nó sẽ sớm cho trái đúng không ạ? Sản phẩm đầu tiên mà Oanh muốn chia sẻ đến quý bà con đó chính là sản phẩm Humix Hoa Kỳ. Đây là một sản phẩm được phân phối và độc quyền bởi công ty nông nghiệp Hoa Kỳ ha bà con ha. Với cái thành phần là 80% humix hữu cơ và 20% là các cái vi lượng cần thiết cho cây như bo, magie, canxi, kali các kiểu ở trong này. Nó sẽ giúp cho cái bộ rễ của cây đó là phát triển cực mạnh luôn. Và từ đây bà con đã biết cái gốc cái rễ là cái là quan trọng nhất của một cái cây, thì giúp cho cái cây sẽ bắt đầu cái rễ nó sẽ hút chất dinh dưỡng mạnh, nó giúp cho cây của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ và hút và tiết kiệm được cái chi phí phân bón rất là nhiều. Và bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Humix Hoa Kỳ này với nhiều cách. Cách thứ nhất là bà con có thể trộn với lại phân bò hoặc phân chuồng oai hoặc là phân gà nở, trộn theo tỷ lệ là 100kg phân với lại 1kg Humix Hoa Kỳ để tạo thành một cái phân vừa để mà bón lót nè, để bón ở phía trên định kỳ nè, 30-20 ngày chúng ta bón một lần bà con ha, sẽ giúp cho cái bộ rễ của cây phát triển rất là mạnh. Và cách sử dụng thứ hai và chúng ta sử dụng song song luôn nha, đó là chúng ta sẽ pha Humix Hoa Kỳ này với nước, và một bịch như thế này theo dạng gói là 1kg, chúng ta sẽ pha với lại 400-500 lít nước và chúng ta sẽ tưới được cho tối thiểu là 200 cây và định kỳ là 7-10 ngày là bà con sẽ tưới một lần. Giống như là bà con sẽ cho mình ăn là mỗi ngày 3 cử thì cây nó sẽ ăn giúp cho cái bộ rễ dinh dưỡng. Đây là Humix Hoa Kỳ là dinh dưỡng cho bộ rễ, riêng cho bộ rễ ha bà con ha. Đó, và bà con sẽ cho cái cây của chúng ta dinh dưỡng cho rễ là mỗi định kỳ là 7-10 ngày một lần. Và từ đó cái cây của chúng ta sẽ rất là khỏe. Và bà con có thể sử dụng này bằng cách nào? Thứ nhất là cho cây con, cho cây trưởng thành, cho cây vừa làm trái xong. Hoặc là cây đang trong giai đoạn làm trái. Tại vì lúc nào cái rễ nó cũng cần cái dinh dưỡng để mà nó hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ và từ những cái phân bón bà con bón xuống. Và như thế thì cây của chúng ta sẽ phát triển rất là mạnh nha bà con nhé. Và phản hồi rất là tích cực từ rất nhiều khách hàng đã sử dụng Humix Hoa Kỳ mà công ty nông nghiệp Hoa Kỳ đã phản hồi về với siêu thị cây giống, cũng như những cái khách hàng đã sử dụng qua của siêu thị cây giống thì các khách hàng phản ánh là cây thì phát triển rất là mạnh. Thậm chí là cái cây mà chanh mà đang bị vàng lá mà vướng Humix Hoa Kỳ vào giúp cho rễ nó phục hồi, đã giúp cho cây xanh lá trở lại. Mình thấy là cái phần này nó rất là tiết kiệm và rất là hiệu quả. Bà con có thể sử dụng thử và sau đó chúng ta sẽ sử dụng luôn cho vườn nhà mình nha. Và bà con có thể thấy là cái cây thì nó ngoài cái bộ rễ ra thì nó còn có cái phần đọt đúng không ạ? Nó còn có phần đọt, cái phần ngọn ha. Thì khi mà cái cây mà phát triển mạnh, cái phần đọt, cái phần ngọn nó vươn ra, nó vươn tàn ra. Rồi cái đọt nó nhanh phát triển ra thì nó sẽ tạo nên một cái cây rất là xum xuê, và từ đó trái nó sẽ chỉa nó mọc rất là nhiều. Thì bên cạnh sản phẩm cho rễ thì bên chỗ công ty nông nghiệp Hoa Kỳ họ cũng có một cái gọi là sản phẩm gọi là siêu vật đọt. Nó giúp cho cái phần gọi là phần ở trên của cái cây phát triển một cách mạnh mẽ ha. Cái thành phần đặc biệt của bạn siêu vật đọt này là Oanh thấy ở bên công ty nông nghiệp Hoa Kỳ là họ để là có thêm những cái gọi là gia vị rất là đặc biệt. Trong ngành phân bón người ta dùng từ là gia vị rất là thú vị đúng không ạ? Những cái gia vị rất là đặc biệt ở dạng công thức rất là tinh vi, nó dạng nano. Khi bà con là gọi là pha với nước và chúng ta tưới lên trên lá, phun lên trên lá, nó sẽ thấm sâu vào các cái tế bào lá và
cái dạng nano này rất là hiếm cái đơn vị nào có thể sản xuất được, nên là bà con có thể chơi siêu vật đọt. Và có thể thấy là chơi siêu vật đọt này nó sẽ giúp cho bà con tiết kiệm rất là nhiều, thay vì bà con sử dụng những cái dạng vật đọt ở những cái loại chế tạo khác không phải là nano thì bà con sẽ sử dụng, phải bắt buộc sử dụng với liều lượng nhiều hơn. Còn bằng siêu vật đọt này, bà con có thể thấy một chai gọi là 500ml như thế này. Ở đây là các anh chị hướng dẫn là nếu một cái bình quải 16 lít thì bà con có thể pha một nắp này, nó khoảng 15-16cc, chúng ta pha vô một cái bình 16 lít và chúng ta phun gọi là ướt đẫm trên cái lá là cứ định kỳ 7-10 ngày một lần, thì cái cây cái đọt non nó sẽ búng lên rất là nhanh. Và bà con có biết là sáng sớm mà khi mà ra vườn mà chúng ta thấy cái đọt non mà nó búng lên vậy, nó là một cái niềm vui rất là lớn, tại vì chúng ta biết cái cây nó đang lớn đúng không ạ. Và nếu mà chúng ta tưới cho nhiều gốc thì chúng ta có thể pha trong 500ml siêu vật đọt này với lại một cái thùng phi tức là tầm khoảng 400-500 lít, và chúng ta cứ phun 7-10 ngày. Và để tiện hơn thì cái công thức siêu vật đọt này nó hoàn toàn gọi là không có cái kháng thể với lại không có đối kháng với lại các thuốc trừ sâu, nên bà con có thể pha chung nó với lại các cái thuốc bảo vệ thực vật để mà gọi là hạn chế sâu rầy luôn. Thì thường thường thuốc bảo vệ thực vật thì bà con thường thường phun từ 15-20 ngày, như vậy thì chúng ta có thể pha kèm bạn này gọi là một lần thì xịt bạn siêu vật đọt, một lần thì vừa pha siêu vật đọt với lại những cái thuốc bảo vệ thực vật đó để mà chúng ta tiết kiệm thời gian ha bà con ha. Và Quanh thấy là khi mà khách hàng ở sử dụng cái sản phẩm siêu vật đọt này thì họ đã có những cái phản hồi rất là tốt luôn nha bà con nha. Nó là cây là nằm trong mơ mà cũng thấy nó hoạt đọt nữa, nên là Quanh thấy cảm thấy rất là thú vị khi sử dụng sản phẩm này. Và nó cũng là một cái sản phẩm cũng thuộc dạng hữu cơ, đã hoàn toàn gọi là an toàn đối với cái sức khỏe của người sử dụng, nên là bà con có thể sử dụng thoải mái. Chúng ta nên phun cho lá, phun ướt đậm lá vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối để mà cái lá của chúng ta có thời gian hấp thụ hết, chứ là chúng ta phun vào ban ngày trời đang nắng thì khi mà nắng chiếu vào nó sẽ bị bốc hơi. Như vậy thì có dù có cái nano tới mức độ nào thì nó cũng không có hấp thụ kịp nhé bà con nhé. Nên là chúng ta lưu ý là chúng ta phải phun cho lá bằng cái siêu vật đọt này vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối để cái siêu vật đọt nó vươn lại ở trên lá, và nó từ từ với công thức nano siêu nhỏ như vậy nó sẽ thấm vào các tế bào lá và giúp cho cây chúng ta tăng trưởng nhanh bằng cách bung đọt ra thiệt là nhanh nhé bà con nhé. Quanh thấy đây là một cái sản phẩm của cũng có với nguyên liệu cũng được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, hoàn toàn an toàn với lại sức khỏe của chúng ta. Nó có một cái công thức đặc biệt ở trong này gọi là gia vị cũng như là chế biến theo ở những cái hạt rất là nhỏ là nano, để giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí khi sử dụng những cái dạng siêu giống như những dạng vật đọt khác. Quanh nghĩ là trăm hay không bằng mắt thấy, trăm nói không bằng một lần chúng ta sử dụng. Bà con hãy có thể là liên hệ với công ty nông nghiệp Hoa Kỳ hoặc là có thể liên hệ với siêu thị cây giống để Quanh có thể gửi cái chai này đến cho quý bà con. Chúng ta sùng giữ dùng thử trước, dùng cái humic Hoa Kỳ cho rễ và siêu vật đọt cho lá, thì Quanh nghĩ chắc chắn là chúng ta sẽ được rất là nhiều về cái thời gian sinh trưởng và phát triển của cây, nó phát triển rất là mạnh mẽ hơn, và đồng thời cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí về phân bón và công chăm sóc nhé bà con nhé. Còn lại bây giờ công việc của chúng ta là thử và sử dụng thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video hữu ích tiếp theo, chia sẻ về kỹ thuật trồng trọt và những cái loại phân thuốc chúng ta có thể sử dụng. Bye bye.